Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình Mai Quy giới thiệu các bạn một cái cách lùng sủng thôi, nhưng mà hoa rất là dễ hoa các bạn ơi, đầu nào cũng có hoa hết. Cây chỉ cần cỡ ngón tay cái thôi là đã có hoa rồi, và hoa rất là sáng màu, lưỡi đỏ cực kỳ đẹp. Bông của nó màu vàng cam và lưỡi đỏ. Đây có nhiều cây nở đây, các bạn có thể xem nè ha. Đó. Và cây nó cứ lùng sủng vậy thôi là nó đã có hoa rồi, đảm bảo các bạn, nó cứ cỡ như vậy thôi là cây nào nó cũng có bông hết á, chứ đừng có nhỏ xíu lùng tịt đi nó có bông, chứ mà cỡ như vậy là có bông rồi các bạn ơi, nhỏ xíu vậy thôi đã có bông rồi, coi như là nó khỏi tầm 1-2-3 cm hơn là nó đã có hoa rồi các bạn, còn 4-5 cm thì coi như là đảm bảo lúc nào cũng có hoa hết, xiên bông lắm các bạn ơi. Cây này là những cây lùng có hoa và hoa đẹp màu sáng, bông lại to nữa các bạn. Để các bạn nhìn cũng không có nhiều đâu bạn, nó chỉ có khoảng tầm 100 cây thôi là không có hàng. Chúng ta có thích những cây mà lại lùng lùng mà bông như vậy thì chúng ta mua về chơi làm tiểu cảnh non bộ rất là tuyệt vời nha các bạn. Những cây này mà chúng ta làm tiểu cảnh thì thôi không còn gì để bàn luôn, mà giá lại hú nghị. Chúng ta biết là những cây mà dạng mini cát lùng càng nhỏ thì càng mắc lắm các bạn, tại vì nó dành cho những người biết chơi, như là người những dạng như của Nhật thì kia đó, người Nhật kia đó thích những cây lùng rồi lắm. Các bạn thử mua những cây lùng mà bên mình có những cây cả 1,5-2 triệu một cây các bạn. Nhưng cây này lùng thấp nhưng mà giá rẻ vì lý do Thái Lan đã được lai tạo ra, tức là họ lấy cái cây mắc tiền á, họ lai gieo hạt ra, bông của nó 90% giống cây mẹ. Chúng ta thấy cây bông này như vậy đúng không? Cái bông khác cái lưỡi đậm hơn không? Cái lưỡi đậm hơn nè. Đây nè, cây này lưỡi nè, khác hơn nè. À, nhưng mà nó giống 90% nên giá nó rẻ hơn. Vì được gieo hạt thì gieo hạt chi phí nó rẻ hơn nhiều, nhanh có bông hơn. Mà bông lên 90% của cây mẹ. Như cái gốc hồi xưa cả mấy triệu á. Nhưng mà họ sổ ra xong rồi họ lấy cái bông đẹp xong rồi họ gieo hạt cái bông đó thì nó ra được cái đám này, giá nó rẻ bèo. Cây mẹ có 1,5-2 triệu mà cây con rẻ gấp 10 lần. Thì những cây mini này dành cho những bạn thích chơi, cỡ nào cũng chơi được. Bạn thích xiên bông thì nó xiên bông, bạn thích nó lùng thấp, bạn thích bộ lá to khỏe thì nó cũng to khỏe tròn, nó khỏe mạnh nhảy bụi thì nó cũng rất là khỏe mạnh và nhảy bụi. Cỡ nào chúng ta cũng chơi được những cây lan này các bạn ha, rất là tuyệt vời. Mai Quy trong thì công ty Mai Quy trong thời gian qua giới thiệu rất là nhiều dạng cát, thì chúng ta có điều kiện thì chúng ta hãy mua những cây cát mà theo ý thích chúng ta về chơi. Cát là nữ hoàng của lan các bạn, tuyệt vời, chưa có cây nào gọi là vua nhưng mà nữ hoàng đã có rồi, chưa có vua nhưng mà đã có nữ hoàng. Cát Tây Gia là nữ hoàng của loài lan, chưa có cây nào mà dám xưng như vậy, chỉ có Cát Tây Gia là được cả thế giới đồng ý là nữ hoàng của loài lan. Không biết cây nào sẽ gọi là vua của loài lan nhưng Cát Tây Gia là nữ hoàng. Đó là một cây lan rất là tuyệt vời để chúng ta chơi. Dòng họ cát cực kỳ nhiều, đầy đủ màu sắc, đa dạng, hoa lại thơm, hoa nào là chết qua đó, to đẹp, có cây hoa nhỏ mini compact cỡ nào nó cũng có, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem video mini về cây dạng cát mini này. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Chúng ta có nhu cầu mua hàng hãy coi cái mã số cây này và vào siêu thị hoa.com để chúng ta có thể đặt hàng trực tuyến luôn, hoặc là gọi điện công ty, hoặc là comment tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những video sau. Xin chào.